5 cái lỗi vi phạm dẫn đến cái kênh TikTok của mình bị flop, làm video livestream hoài không người xem. Đặc biệt là lỗi vi phạm thứ 5 là một cái lỗi vi phạm ngầm có rất là nhiều anh chị em mắc phải mà mình không biết cái nguyên nhân tại sao. Cái lỗi vi phạm đầu tiên đấy là kênh TikTok của anh chị em nhà mình đi bơm follow hay là mình đi mua lại kênh người khác. Tất cả những cái hành vi này khi mà anh chị em làm video, anh chị em livestream lên thì những người đấy, bởi vì nó là những người ảo hay là những người không quan tâm đến mình, thì anh chị em làm video livestream lên thì họ không quan tâm, dẫn đến cái nền tảng nó đánh giá là gì ạ? Là cái video, cái livestream của anh chị em nhà mình không chất lượng thì là gì? Là nó bóp tương tác, nó hạn chế, nó không cho mình lên tiếp anh chị em nha. Lỗi vi phạm thứ hai đấy là anh chị em đi tải cái video của người khác hay là anh chị em lên trên cái nền tảng về TikTok Trung Quốc, anh chị em tải video về. Bây giờ cái nền tảng về TikTok đang làm rất là chặt những cái chính sách liên quan đến bản quyền về nội dung. Nếu mà anh chị em đang làm những nội dung react, mình tải video của người khác hay là mình tải cái video của bên Trung về ấy, thì tốt nhất là anh chị em nên gác lại kênh đấy, được chưa? Anh chị em chuyển sang một kênh mới hoàn toàn cho mình để tránh những trường hợp là cái kênh TikTok của anh chị em nhà mình bị cấm cái quyền bán hàng thương mại điện tử này, hay là cấm cái tiền liên quan, rút cái tiền hoa hồng ra anh chị em nhé. Cái lỗi vi phạm thứ ba mà có rất nhiều anh chị em mắc phải đấy là gì ạ? Mình đang gắn trực tiếp số điện thoại, mình gắn trực tiếp cái đường link nền tảng mã số khác vào trong cái phần tiểu sử hay là vào trong video, trong livestream của mình. Có nhiều bạn học viên của mình nói chung với mình rằng là gì ạ? Là Tuấn ơi, chị thấy cái người này để được, người kia để được, nhưng mà tại sao chị vừa để lên phát là báo vi phạm rồi? Bởi vì như kiểu việc là anh chị em đi tham gia giao thông ấy, có những người người ta không đội mũ thì làm sao? Thì người ta lại bị bắt ngay, có những người là không đội mũ người ta vẫn đi bình thường, bởi vì là các chú công an, các chú chưa sờ đến. Thì nền tảng TikTok này là nó chưa quét ra hoặc là chưa sờ đến thì nó không sao anh chị em nha. Còn bây giờ lúc mà anh chị em làm, tốt nhất là mình cứ đúng chính sách, đúng quy định mình đi, thế chị ạ. Cái chính sách thứ tư mà cũng có nhiều anh chị em gặp phải đấy là gì ạ? Là mình xóa hoặc mình ẩn quá nhiều video. Nếu mà cái trường hợp bần cùng thì anh chị em chỉ ẩn video thôi nhá. Tốt nhất là mình không nên xóa cái video trong kênh của mình, và xóa thì mình căng lắm mình chỉ xóa 1 đến 2, mình ẩn 1 đến 2 video đi thôi, đấy nhỉ. Tránh những trường hợp mình xóa hoặc là mình ẩn một loạt các video trong kênh của mình đi, dẫn đến cái tình trạng là TikTok hiểu nhầm là những cái hành vi bất thường là cái kênh TikTok đấy nó bị flop, bóp tương tác anh chị em nha. Và cái lỗi thứ năm đấy là gì ạ? Đấy là anh chị em để lộ những cái thông tin cá nhân, ví dụ như là gì? Ví dụ như là anh chị em quay sản phẩm, anh chị em làm video livestream nó để hở cái QR code này, cái mã vạch này, hay là ví dụ anh chị em làm video để lộ cái căn cước công dân, cái chứng minh thư này. Đặc biệt là có rất nhiều anh chị em bảo là gì ạ? Mình chia sẻ cái kết quả doanh số bán hàng, tại sao mà bị vi phạm? Bởi vì là như này, nếu mà trường hợp anh chị em chia sẻ cái kết quả doanh số bán hàng thì bình thường không sao cả, bởi vì mình cũng đã làm những video đấy nó lên triệu view bình thường. Nhưng mà yếu tố quan trọng khi mà anh chị em chia sẻ cái đấy lên ấy, nó bị lộ gì? Ví dụ anh chị em chia sẻ cái thằng liên quan đến cái kết quả bán hàng nhá, mình chia sẻ cái đơn hàng lên đúng không, nó có cái gì? Nó có QR code này, nó có cái mã vạch này, nó có cái ID đơn hàng ra, được chưa? ID đơn hàng là các dãy số như này, là y như rằng là cái kênh đấy của anh chị em nhà mình bị flop ngay. Nếu mà mình có chia sẻ đấy, mình chỉ chia sẻ cái gì ạ? Chia sẻ cái kết quả doanh số bán hàng của mình thì ok, không sao anh chị em nhé.